Rồi, xin chào tất cả các anh em. Chúng ta đến thủ thực tiếp các anh em mình nha. Cái RAM em nó đang chiếm bảy mấy phần trăm. Cái quạt nó quay rất là mạnh. Nhưng mà sau bật cái này lên cái là tự nhiên nó dừng thôi, em không biết. Rồi, đây, cái tài khoản em đây ha. Là 150 mấy đô, là em nói 300 mấy đô là bị trừ 100 mấy đô là như vậy các anh em mình nha. Và xem cái lịch sử giao dịch đó là cũng sẽ không thấy cái con số 300 mấy đô trước đây. Những cái video trước là em đã chia sẻ đó. À, mấy mé rồi thành ra không thấy cái phần này luôn, thì chỉ cho các anh em thấy tới đó là chúng ta cũng hiểu rồi ha. Còn cái nguyên nhân như thế nào thì em cũng nói trong cái video riêng, mà để em làm cái phần mà Google Sense, là hy vọng là cái việc em khôi phục lại cái có nghĩa là kích hoạt xác minh danh tính, ok, thì em sẽ chia sẻ luôn cái video đó các anh em mình nha. Thì hy vọng là nó sẽ trơn tru để em có cái video chia sẻ cho các anh em. Rồi, bây giờ chúng ta đi thủ thực Google Chrome, em tải xuống nha. Các anh em vào google.com nha. Đây. Nè, hoặc là gõ chữ Chrome nè ha. Xong nó ra cái nè, cái trình duyệt web nè, đây trình duyệt web Google Chrome nè, chúng ta click vô đây để chúng ta tải về nha. Đây tải xuống Chrome ha. Còn tiếng Việt, tiếng Anh thì chúng ta chia sẻ sau. Chủ yếu chúng ta tải cái này về đi rồi chúng ta tính tiếp cái phần đó. Tải xong rồi chúng ta click chạy nè. Xong rồi chúng ta đóng cái trình duyệt hiện tại đi ha. Rồi bây giờ em click chạy Chrome để em tiến hành em cài đặt cái này mình nha. Để em coi coi cái Chrome này á, cái thư mục mới nó sẽ cài vô đâu. Tài Google cài vô Google File giống như cốc cốc, hay là cài qua cái thư mục local app data cái này mình nha. Rồi cái này em làm trực tiếp luôn, thành ra các anh em có làm là làm từ đầu giống em luôn nha. Rồi làm trực tiếp luôn nha. Ở đây là ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân. Rồi đố các anh em tìm được cái một cái kênh nhỏ của em mà em chia sẻ những cái nội dung mà nó khác so với những cái nội dung em đang chia sẻ. Có thưởng nha, có thưởng, một phần thưởng nhỏ thì nó không thuộc, nó không thuộc, nó là một cái mạng, một cái mạng xã hội khác chứ không phải là cái mạng xã hội hiện tại. Thì các anh em mình tìm hiểu nha. Rồi bây giờ chúng ta có cái chương trình rồi đúng không? Rồi chúng ta vô cái open file local nè. Đây nó vô, đẩy vô Dream file luôn. Vậy thì chúng ta làm tương tự cốc cốc thôi, thì em chia sẻ rồi nha. Đó, vô đây chúng ta có cái phần thư mục intron nè, chúng ta xóa hết cái này đi để chúng ta tiết kiệm dung lượng cái mình nha. Rồi xóa hết đi, còn không chúng ta muốn cập nhật hay này kia chúng ta xóa cái này thôi ha. Còn chúng ta chưa biết chắc hai file này nó có liên quan như thế nào thì chúng ta chừa lại, còn nếu mà khẳng định ok không liên quan xóa luôn. Rồi đặng tiết kiệm dung lượng, đặng cho nó giảm lại cái dung lượng cái size cho nó gọn lại các anh chị em mình nha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành đóng gói. Đóng gói có hai hình thức, một là các anh chị em đóng gói bên trong cái thư mục gốc, hai là chúng ta lấy luôn cái thư mục gốc, có nghĩa là lấy luôn cái thư mục ROM này để khi mà đẩy ra là đẩy luôn nguyên cái những cái thư mục con bên trong. Còn không thì các anh chị em có thể lấy từ thư mục gốc ở đây luôn, giống như em đã làm cốc cốc này nha. Rồi bây giờ ví dụ lấy từ đây luôn nha, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta add đây, đây những cái tùy chọn này các anh chị em coi cái nó mức nào ok là chúng ta chọn hết nha. Cấu hình càng cao trong cái những cái video trước là em đã chia sẻ cái phần này rồi đấy. Giống như cái này nó lỗi nè, nó lỗi nó không cho em đẩy vô đây thì trong cái một RAM file này á, đối với cái win này nó lỗi, còn mấy win khác em thấy nó bình thường. Hôm nay em chưa có cài lên nữa, em đẩy qua hư một ổ D nha. Rồi thôi em đẩy qua desktop đi, đẩy qua desktop đi để coi coi nó ok không. À, đẩy qua desktop Google đó. Rồi ok, đẩy ra desktop nó cho cái anh em mình nha. Mới đầu em làm em đẩy vô RAM file hoài không được, em tưởng nó lỗi ổ cứng không à, nhưng mà thực chất nó cho chép dữ liệu là không có lỗi. Ổ cứng SSD thường nó khùng khùng là nó báo lỗi file, chúng ta cắt copy này kia nó lỗi file, thì các anh chị em để ý cái phần này nha, nó lỗi là chúng ta không có làm được gì đâu. Chép dữ liệu này kia là nó báo lỗi liên tục à. À, nó giống như cái dạng thẻ nhớ mà các chị em mà đã bị cái thẻ nhớ mà bị lỗi rồi, chúng ta sẽ thấy giống trường hợp đó,
xóa file được, format nó cũng dở về ban đầu. Format cỡ nào đi nữa thì nó cũng giữ y nguyên cái những gì mà đang có luôn, nó không mắc gì hết luôn. Là đó là trường hợp mà lỗi đối với chip thẻ nhớ. Thì cái loại dạng chip đó thì giống với SSD, nó cũng là cùng một loại dạng chip điện tử, thành ra nó cũng sẽ lỗi tương tự như nhau thôi. Và những cái trường hợp mà anh thấy lỗi SSD thì nó cũng như vậy đó. Những cái ổ mà trước đây em đã làm cho khách đó, là nó mát mát đó, là chúng ta phân vùng không được nè, có nghĩa là chia ổ cứng đó, là chúng ta chia ổ đĩa không được nè. Ở ví dụ mà ổ 120 GB ha, là chúng ta chia ổ C, ổ D gì đó, chia bao nhiêu GB không biết, nhưng mà nó không cho các anh chị em mình chia đâu. Thì đó là trường hợp mà lỗi ổ cứng SSD. Còn là lỗi HDD ổ cứng cơ là nó là dạng bét, nó là cái bét. Mấy cái này em cũng chia sẻ video rồi ha, các anh chị em mình nghiên cứu tìm hiểu thêm nha. Rồi em mở cái này lên trước đi để trước sau gì cũng dùng nó nè. Rồi tiếp đón cho nó ấy đi, thì trong quá trình nó đóng gói thì em sẽ làm những cái liên quan khác. Là em đây cái thư mục cốc cốc đây, cái này là em có rồi. Bây giờ em tiến hành em tạo thêm một cái menu cho nó. Bây giờ ở đây một menu là ở đây là cốc cốc phải không, thì em sẽ tạo thêm một cái menu là một click Chrome chẳng hạn ha. Một click Chrome thì tất nhiên là em phải đổi cái thằng registry của nó đây. Có nghĩa bây giờ nè, bây giờ muốn muốn biết đúng sai hay là như thế nào đó thì các anh chị em á, là bây giờ cái file này phải không, đây, em để thành cái file shortcut ở đây đi, rồi em xóa cái file gốc này đi, em copy ra cho nó nhẹ. Cái này file này cài đặt nó nặng quá. Rồi bây giờ em copy hết cái thư mục này nha, backup ở trong đây là cốc cốc đúng không. Rồi em copy cái thư mục cốc cốc này thành thư mục Chrome nè. Rồi rồi em copy ra, chạy 2 3 tiếng chỉnh lượt. Ở dưới này em đang chạy cái thằng này nữa nè, em chưa dừng nữa nè, không để dừng luôn đó, em dừng nó luôn đi nha. Cái này là cái video mà em đang làm cái vụ mình Google Sense. Rồi em tính sau đi, tính nó sau đi. Rồi dừng nó đi để cho nó nhẹ tiến trình lại, để nó nặng quá. Rồi rồi bây giờ ra là không, rồi em đổi cái tên thư mục này, Rome Rome đây Rome. Rồi xong này em có cái file này đúng không, có cái file này em tiến hành em đóng gói nè. Đóng gói là em được cái bộ 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 Chrome là cái bản tự chạy ha. Rồi em để biết cái file này là bản sắm 4 hay 32 thì em vô cái phần đây 3 chấm, vô cái phần ơi lộn cài đặt ha. Cũng đúng rồi, giới thiệu về Chrome nè. Đây ở đây nó hiển thị đây đây cái bản này bản 64 ha, bản 64 biết các anh chị em mình nha. Còn cái việc mà chuyển ngôn ngữ á, từ tiếng Việt sang tiếng Anh hiện lát em làm sau. Rồi bây giờ chúng ta có cái file nén của cái bộ cài đặt rồi, bây giờ chúng ta tiến hành. Đấy tiến hành là chúng ta làm giống cái đâu rồi, cái này 7 zip builder đây. Rồi bây giờ lấy cái bản hồi nãy em đã xóa rồi đúng không, mở thêm một cái thư mục khác đây, thư mục khác đây, lấy thư mục này đi chuyển về OC. Rồi đây là admin, đây cái file nào đây, cái em lấy cái file mà cái bộ cài đặt của cốc cốc ha. Rồi em lấy cái thông tin của nó rồi em đổi lại thôi. Nó tương tự các anh chị em muốn làm bình thường riêng cũng được, còn không thì chúng ta có cái nào có sẵn thì chúng ta ấy, chúng ta chỉnh sửa lại thôi cho nó lẹ các anh chị em mình nha. Rồi bây giờ đó nè, cái này em mở nè, tại vì cái này em build, bằng 7 zip SSD builder, thành ra là em dùng nó để em ấy luôn nha. Đây em mở lên nè để cho nó có những cái thông số này kia nó y như cũ, thành ra là em chỉ dẫn tới cái file Chrome thôi. Còn cái phần này là cái thư mục đường dẫn nè, thì em sẽ đổi lại nè, đổi lại giống Chrome nha. Ở đây đây đấy, các anh chị em vô như thế này là chúng ta có cái thư mục đường dẫn nè ha. Đấy rồi chúng ta dẫn nó coi ở đây nó như thế nào, chúng ta dẫn lại chỉnh sửa nó giống lại vậy, giống với cái đường dẫn hiện tại của Chrome nha. Rồi đây nó là cốc cốc đúng không, cái hàng 7 zip border là chúng ta có được phép á, là chúng ta xuyệt 2 xuyệt, còn còn bình thường là chúng ta 1 xuyệt thôi các anh chị em mình nha, giống như cái đường dẫn như thế này đấy. Chúng ta đây rồi chúng ta cho a cho nít, rồi chúng ta lấy chúng ta bắt vô đây đây mình cho na cho v đấy. Rồi ở đây chúng ta thích thì chúng ta sửa lên chữ c cho nó đẹp, chữ hoa
Rồi ở cái này á thì nó cũng giống luôn, nó lấy cái icon, nó lấy cái icon của ROM này luôn, thành ra là chúng ta lấy cái đường dẫn nó luôn. Còn ở đây thì chúng ta đổi lại là ROM. Còn các anh chị em thích đó, để là x64 luôn ha. Rồi xong. Rồi ở dưới tương tự thôi. AV ở đây ROM. Rồi xong sao. Rồi xong đó, đó là hai cái. Rồi cái cuối cùng đó là chúng ta chọn cái đường dẫn mà đóng gói cái file nén Chrome hồi nãy là ngoài desktop này ha. Đây. Rồi cái phần này là không gì chọn, phần này là sale với cái tên mới. Tên mới thì chúng ta đặt là ROM ha. ROM C Rome. Đây, x64. Đấy, chúng ta đổi nó nào nào thôi các chị em mình nha, để cho nó đừng có phức tạp quá rồi chúng ta sẽ bị rối á. Nhiều khi chúng ta làm nhiều code thì chúng ta sẽ rất là dễ bị rối. Rồi icon, thư mục icon ha, thư mục icon đây. Rồi chúng ta coi cái icon nào đẹp thì chúng ta lấy, chúng ta đại diện cho ROM là cái icon đó. Còn các anh chị em muốn test icon nha thì chúng ta muốn cho nó hiện ngoài desktop á, cái nào nó im hay không á, chúng ta làm như thế này ha, chuột phải click send to và desktop đây. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn ngoài desktop, chúng ta thấy cái biểu tượng nào đẹp thì ưng ý á, thì chúng ta lấy. Nè, xấu nè, xấu nè, xấu nè, rồi xóa ba cái này đi đó. Rồi còn ba cái này nó đọc lại coi cái nào được thì chúng ta lấy cái gì mình nha. Cái này có vẻ được đúng không, này được nè, cái này được nè. Đấy thì chúng ta muốn lấy cái nào thì chúng ta lấy. Rồi em sẽ lấy cái này đi nha, cho nó bự bự, nó nghiêng nghiêng xuống nhìn cho nó lạ lạ xíu. Rồi em sẽ lấy cái icon này đó. Rồi lấy cái icon này á, thì chúng ta lấy nguyên cái icon mình đưa ra ngoài ha. Rồi xong ở đây mình chọn cái icon cho nó nè, đây ra ngoài desktop đây, icon nó đây. Rồi xong rồi chúng ta coi cái thao tác của cái SFX option này. Thường là chúng ta phải chọn hai cái, chúng ta có thể chọn một cái dưới này cũng được thì tùy các anh thôi, nhưng mà hồi xưa giờ em chọn hai cái quen rồi thì em làm theo cái của em đã từng làm nha. Tại vì nếu mà em làm khác á, lỡ nó có trục trặc, nó có lỗi gì phát sinh á, là em mất công em mò là em chỉnh lại mất công á, thì xưa giờ làm sao thì để vậy. Rome đấy, em đổi lại ha. Rồi ok. Rồi xong rồi bắt đầu em tiến hành em tạo tạo cái này là em sẽ tạo được một cái file, cái này là chạy với quyền admin các chị em mình nha. Video trước em nói rồi ha, chọn số 4 nha. Rồi sau cái này là nó cho phép chúng ta thấy được cái tiến trình mà chúng ta dễ nén ra. Rồi rồi tạo thôi. Đây là chúng ta đã có được một cái bộ cài ha, một click, một click là nó sẽ bung luôn cái bộ cài ra. Rồi bây giờ em tiến hành em tại chạy thử luôn cho các anh chị em mình xem nha, coi như thế nào nha. Rồi khi mà nó xong nè, successfully xong là ok rồi nè ha. Rồi chúng ta có thể đóng nha, load tiến trình hoặc cho run ở đây luôn, là chạy trực tiếp test luôn nha. Rồi bây giờ nè, bây giờ cái này em muốn biết như thế nào thì chúng ta ở đây ha, chúng ta đổi cái tên file gốc đi. Chết rồi, khoan khoan, bây giờ hồi nãy lại quay lại tiến trình ban đầu. À đúng rồi ha, may là hồi nãy là em đóng gói là đóng luôn tại đây, chứ không không mà nó đưa đưa vô cái đường dẫn này. Nếu ví dụ hồi nãy em đóng gói là đóng gói cái hàng thư mục này đi, mà em để cái đường dẫn này thì nó đẩy vô đồ đêm file thì tất nhiên nó sẽ không thấy được nha các anh chị em mình nha. Nó không thấy được, nó không thấy được cái thư mục Google đầu tiên đó. Thành ra cái này nó rất là quan trọng các anh chị em mình để ý nha. Rồi bây giờ nè, em tiến hành em đổi cái tên thư mục này nè. Đó, em để thành chữ G đi, là gốc đi, viết tắt đi nha. Rồi bây giờ em chạy cái file này nè. Đấy, chạy kìa. Rồi em xóa cái file shortcut này đi, coi coi nó tạo cái shortcut mới như thế nào nha. Rồi, chạy nè. Tích đôi nè, đấy. Rồi nó sẽ đòi hỏi chạy với quyền admin ha. Đấy, đấy, chạy đòi hỏi với quyền admin. Rồi. Đó, nó hiển thị đó các anh chị em thấy không, cái thư mục mới tạo ra nè. Nó cái này là tiến trình mà giải nén, nó cho phép chúng ta thấy để chúng ta biết là nó giải nén tới đâu. Rồi coi đó, nó tạo ra cái file mới nè ha. Các anh chị em không thích thì nãy cái shortcut chúng ta bỏ vô chữ x64, bỏ x đó cũng được nha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành, chúng ta chạy thử nha đó, chạy thử cái này đấy, ok không đó, ok các anh chị em mình nha. Rồi thì cái này á, thì bây giờ muốn muốn chuyển qua tiếng Anh á, thì chúng ta vô cái thư mục cài đặt nè ha.
Rồi bây giờ trước khi mà chuyển tiếng Anh á, thì chúng ta cho nó tiếng Việt, chúng ta lấy cái gốc tiếng Việt đi. Thì tiếng Việt á, chúng ta lấy cái gốc như sau nè, user nè, cái này là user profile nha, rồi app data local, rồi ở đây là cốc cốc nè, rồi Google là Chrome nè. Đấy, cái phần này chúng ta sẽ chép chép nó là trong cái hộp view data này ha. Chúng ta lấy nó, chúng ta lấy thì chúng ta tiến hành lấy như sau. Các anh chị em mình đóng cái này đi nha, cho nó tinh gọn lại đi, cho nó đừng có ấy. Rồi chúng ta xóa và chỉnh những cái trong đây, nó bỏ cái mục default các anh chị em mình nha. Rồi xóa hết cái này, rồi xóa hết đi, rồi vô thư mục default chúng ta xóa tiếp, xóa hết luôn. Đấy, rồi chúng ta muốn hiển thị tab thì cái season này nè, season này chúng ta trừ lại nha. Rồi tốt nhất là các chị em xóa như ban đầu của em như thế này là tôi xóa ha. Rồi bây giờ các anh chị em đã add cái bookmark như thế nào đó không biết, full bookmark, full lịch sử như thế nào đó không biết, thì còn lại chúng ta chỉ cần đóng gói cái thư mục này và cho nó giải nén đúng vô cái vị trí này là ok. Vị trí này là phần trăm, local app data phần trăm, và cái đường dẫn là đường dẫn đây là ok, nó sẽ đẩy luôn cái thư mục view data vô đây. Thì tất nhiên chúng ta phải đóng cái này nó tại đây luôn nha. Đó thì cái phần này là em sẽ làm cái này nó cũng dễ mà, các anh chị em làm sao miễn giải nén cái thư mục này vô đúng cái đường dẫn này thôi là ok nha. Nói vậy đi, các anh chị em nào mà đã làm rồi thì chúng ta biết liền rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta chép cái này á, là chúng ta copy đi, copy ra một cái nè. Rồi chúng ta để này là Việt Nam đi ha. Rồi chúng ta tiến hành chúng ta đóng gói giải nén sau. Rồi bây giờ hiện tại chúng ta chạy chuyển về English. Đây chúng ta chuyển về cái ngôn ngữ English nè. Chuyển về cái ngôn ngữ English. Rồi ngôn ngữ ở đây, đây tiếng Anh. Ở đây chúng ta chọn tiếng Anh, đây chọn ở đây hiển thị Chrome bằng ngôn ngữ này. Rồi bây giờ chúng ta chạy lại, đây chạy lại cho nó hiển thị đây ngôn ngữ English. Đây English là ok rồi, vậy là ok các anh chị em mình nha. Rồi khi mà nó ok rồi, ở đây set default đi cũng được. Rồi rồi tắt cái này đi, cái này tính sau đi. Rồi đó là nó hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh là ok, vậy là được các anh chị em mình nha. Rồi bây giờ chúng ta cái này là chúng ta để là English, chúng ta đóng gói. Bây giờ tiến hành làm đóng gói luôn nè. Đây đóng gói là như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta chỉnh lại hình giống như hồi nãy nè ha. Cái trường hợp này là em ví dụ là full nha, full là cái nghĩa là những cái lịch sử, những cái mắc bút ở lộn những cái bút mắc với lại những cái mà các anh chị em đã lưu tất cả những cái thông tin đó là nó sẽ đầy đủ luôn ha, là chúng ta mới lấy nguyên cái thư mục default này. Còn không chúng ta lấy cái ngôn ngữ không thì chúng ta chỉ cần bao nhiêu đây thôi là đủ nha. Còn các anh chị em rảnh thì chúng ta lập thêm file nha, còn những file nào không quan trọng chúng ta lập được nha, chứ không nhất thiết phải lấy như em hết cái đống này đâu. Rồi em ví dụ đây là lấy luôn bút mắt luôn nha. Đấy, rồi bây giờ em tiến hành em đóng gói cái này là in liệt nha. Rồi bây giờ đóng gói lại nè, đây đóng gói. Rồi đóng gói về luôn, rồi xong xong em mở cái bài zip SFX Builder lên nè. Rồi bây giờ em tiến hành cái này, em mở cái file của in liệt đây, admin backup đây, cái của cốc cốc in liệt đây. Rồi bây giờ đây nè, cái user local app data của nó nè, em cần đổi lại nha. Cái này em để ngoài desktop đi đó, để lát em thao tác cho nó dễ. Rồi bây giờ local app data rồi bây giờ nó là đổi từ cái cốc cốc nè. Bây giờ muốn biết á, chúng ta lấy cái này nè, chúng ta copy ha. Rồi copy đi, rồi để chính xác trăm trăm, để chính xác thì chúng ta test như thế này. Rồi xong tiếp đường dẫn là cái gì, đường dẫn là Google nè, tiếp đường dẫn nữa là Chrome, rồi mới tới thằng này. Vậy là chúng ta lấy Google Chrome đây là như thế này các anh chị em mình nha. Rồi đấy chúng ta lấy mục này đấy, tại vì chúng ta đóng gói á, là chúng ta đóng gói nguyên cái tên thư mục view data, thành ra là chúng ta không cần phải cái đường dẫn view data như hồi nãy. Ở đây nếu mà chúng ta đóng gói bên trong này, đấy nếu mà chúng ta đóng gói hết cái này thì chúng ta phải ở đây phải có cái view data, cái thư mục của người ta. Còn trường hợp chúng ta đóng gói luôn nguyên cái tên thư mục người ta thì cái phần đó các anh chị em mình không cần phải để thêm nữa nha. Rồi ok, tiếp theo là chúng ta ở đây á, là chúng ta không cần phải run admin ha. Ở đây cái quyền giải nén này á, không cần phải run admin các anh chị em mình nha.
Rồi, những cái thông tin còn lại chúng ta xem coi có gì khác không. Rồi chúng ta chỉnh lại nè. Đây, một list CMD 2.2. Ok, rồi bây giờ đây, còn cái file này mới tạo ngoài laptop view data đây. Rồi, cốc cốc and ngoài ngoài laptop đúng không? Rồi bây giờ chúng ta cho nó ra ngoài laptop đi. Cốc cốc and bây giờ là chúng ta để là Chrome Chrome and. Rồi. Rồi cái này chúng ta không chọn, mặc định là nó sẽ chọn cái biểu tượng này. Còn các anh chị em muốn chọn cái icon khác thì chúng ta chọn nha. Nhưng mà em khuyến cáo là không nên chọn, chọn nó sẽ tăng lên dung lượng mất công, nó cũng không có quan trọng lắm. Chứ là chúng ta quan trọng thì chúng ta add cái icon. Còn không quan trọng thì chúng ta ấy. Rồi bây giờ chúng ta tạo cái file Chrome and ngoài desktop. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta có cái file Chrome and ngoài desktop. Bây giờ chúng ta tiến hành, chúng ta chạy thử Chrome. Chúng ta chạy thử Chrome lên nè. Đây, chạy thử Chrome. Bây giờ nó đang tiếng Anh đúng không? Nó đang tiếng Anh đây. Rồi bây giờ chúng ta chuyển về tiếng Việt. Chuyển về tiếng Việt coi như thế nào. Đâu, tiếng Việt đâu? Đây, language. Rồi, tiếng ai? Tiếng Việt, Vietnamese. Đây, đây. Vietnamese. Rồi, relaunch. Rồi, ok, ở đây là tiếng Việt ha. Rồi bây giờ chúng ta đóng nè. Rồi đóng xong chúng ta chạy cái file này nè. Rồi chúng ta chạy coi coi nó ra tiếng Việt không nha. Ra tiếng Anh không nha. Ra tiếng Anh là ok. Rồi bây giờ nó chạy xong rồi, chúng ta vào chúng ta chọn lại. Đây, ra tiếng Anh. Vậy là thành công các anh chị mình nha. Đó, chỉ như vậy thôi là chúng ta có được một click của Chrome và một click chuyển đổi ngôn ngữ. Đấy, thì tương tự tiếng Việt và cũng như là các anh chị em mình muốn chèn cho nó vô như thế nào, giống như tạo những cái bộ một click của em thì tương tự thôi. Chúng ta thay đổi những cái thông tin còn lại ha, đó, những cái file còn lại này kia thì chúng ta làm tương tự, chúng ta thay đổi tương tự hết thì chúng ta sẽ có được một cái một click của Chrome thôi ha. Rồi đây tương tự thôi, vô đây chúng ta thay đổi những thông tin, những cái này kia liên quan tương tự thì chúng ta sẽ làm tương tự đấy. Như vậy đây, bây giờ ví dụ em ví dụ ở đây đi ha, em chuyển vô đây. Đấy, ở đây là góc cốc không x64 ESE nè, hay lộn, em đem cái shortcut là tào lao rồi. Rồi đây ROM x đây SE đây. Đấy, thì ở đây là mình xóa cái này đi nó, rồi mình đổi code lại là mình đổi, mình cho nó dẫn cái file này, cái file file này là ok. Rồi cái phần đầu nè, em ví dụ nè, cốc cốc and đúng không, em xóa đi. Rồi em sẽ đổi cái hàng Chrome and vô đấy. Thì tương tự các gì em mình đổi ha, những cái code này kia thì nó liên quan tới cái tên đó, thì chúng ta đổi làm sao cho nó giống cái tên mới và chúng ta tạo thêm cái bộ mới. Rồi ok, những cái còn lại các anh chị em mình làm tương tự nha. Rồi xin chân thành cảm ơn các anh chị em đã theo dõi video nha.